mút mút đấy, nhà mình nó mút đấy 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 đấy. Đây rồi. Ui giời rồi tụi. Ôi rồi đồng to. Nhà mình nó mút đấy 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 đấy. Đây rồi. Ui giời rồi tụi. Ôi rồi đồng to. Ui rồi đồng to quá. Wow wow wow. Ui con rồi to chân nha em ơi. Ui rồi, ui giời ôi. Ô, con này về đá này có bác bảo có phê không? Quá là phê luôn đấy, sao đâu con này to thế. À, người đẹp chưa? Có nhìn người đẹp không? À, dãy dãy anh cho nhỏ lại. Ừ, mày thế là úi giời rồi. Úi giời rồi 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 anh em ạ. Đồ câu lục phương thảo phích sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H 10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Hello, xin chào anh em, quay trở lại với Phương Thảo Phích Sinh nhá. Đúng kiểu anh em ơi, trời mưa to này. Mưa to sớm chớp, cá rô bắt đầu đi ăn mạnh lắm anh em ạ. Hôm nay em ra địa điểm chỗ này đánh cực kỳ nhiều đô đồng luôn. Anh em nhìn chưa, toàn thảm bèo thôi. Cái loại này thì cá rất là nhiều, cá kể cá chép, cá chấm rất là nhiều luôn. Ở dưới này không ai động chạm tới nó các bạn ạ. Kích mấy lưới thì cứ gọi thua, nhưng mà hôm nay em đánh ở trên đường dây điện anh em ạ. Đấy, sầm xe là đánh phát được chứ. Ngồi dưới đường dây điện anh em nhé. Cần 36 các bác xem em liệu em có phát tới cái cây này không nhỉ. Cần có 36 rồi. Đấy, cho anh em xem. Wow, chắc còn lâu mới tới. Là chỉ có bác nào mà đánh ở đây vẩy lục xa bờ mấy chàng mới bay đến tới trên kia. Ngồi dưới chỗ này thì rất yên tâm anh em nhé, cực kỳ yên tâm. Kiểu trời mưa to sét đánh nó chỉ đánh vào đây, nó không đánh người đâu mà sợ. Cho anh em xem đường điện cho em. Đấy, xét đánh nó chỉ đánh vào cột điện này, không đánh một người đâu. Ngồi rất yên tâm. À, đây là xét đồ của em, ba lô cần này. Đấy, ghế này. À, này xách quả xô đi đựng cá các bác nhá. Mồi chua này, chìa khóa này. Buổi sớm chớp đấy. Xe cứ để trên đường đấy thôi, không sợ lấy đâu. Trên đây thì cứ khóa cổ là ok anh em ạ. Rồi đi xuống các bác nhá. Trời sắp mưa phải xuống ngay. À, xuống thôi anh em ơi, hành trang lên đường. Trời mưa này cá rô đồng nó đi mạnh lắm anh em ạ. Hầu như cứ bắt đầu chớm mưa cái là nó chuẩn bị nó phi, nó đi đẻ đấy. Đi ăn rất là mạnh luôn. Sướng nhất là đi câu cá ngày trời mưa các bác ạ. Đi đường này nó hết sức cẩn thận anh em ạ, sợ rắn đấy. Chỗ này nó hay có rắn lắm. Ra nó nếu nếu đợt cho phát đi. Xong. Đây. Này nó. Để cho nó cũng có bác đã từng câu cái lỗ này rồi đấy. Trời mưa rồi chắc anh em ơi, cái này không biết là ngồi này ô có chịu được không. Gió to lắm. Gió to lắm anh em ạ. Ô đấy bồn chuối quả sắp chín này anh em này. Trời ơi, đây bồn chuối quả sắp chín luôn này. Gió to nay không biết ngồi đâu. Cá thì đang đớm miệng rồi nhỉ. Về thì không đành. Mà câu thì chắc là sẽ ướt hết đấy. Nhưng vẫn câu anh em nhỉ, ướt vẫn câu. Ôi, bây giờ phải đục thêm cái lỗ này to to ra các bác ạ. Lỗ hơi bé. Lỗ con bún này nó hơi bé, đục to to ra tí thì đẹp. À, làm ít thính thơm như cá nó bảo. Ui. Ném toàn ném bên trên. Gió quá các bác ạ. Đánh phao đài loại nhỏ các bác nhá. Ok đấy. Mưa gió này dễ ăn hàng lắm các bác ơi. Đấy mút mút, úi dồi cắn, úi nó tẻ nha mình. Đấy, úi dồi đóng ngay. Úi dồi. Úi dồi chú đồ con.
Một con bé tí anh ạ. À, còn đồ con anh em nó kéo nó dắt vào trong cái bụi đông muống. Không sao, con này cũng ok anh em nhé. Có con xê xô xê xốc vào thùng này là đạt. Mỗi con bé tí. Cái này đán ngon anh em, đây là rồng ta luôn. Vàng tươi, rồng ta các bạn ạ. Cho nó tí nước vào đây cho nó sống. Đấy, sống nha. Thích thêm mấy cọng rong muống không? Mấy cọng bèo thả đây anh em ạ. Cho nó dậy. Dậy nó nhảy ra ngoài, bọn này nó nhảy kinh lắm, nhảy ngam cá chuối đấy. Nó để lằng nhằng ở trong xô mình không có nắp lại nó mất đấy. Ủa sấm sét kinh quá. Ok. Đấy, anh em nhìn nó dài quá, nó cứ mắc. Đấy, ok. Đấy, mút mút là đang đong vỉa đấy anh em ạ. Bác nhìn vừa nó nhấm nhỉ. Đấy tăm kìa, tăm đấy, tăm kìa. Ấy úi dồi, rồng to chưa. Ủa ủa anh em có rồng không? Ủa rô ta anh em ạ. Rô ta con này rô ta. Wow rô ta anh em ơi. Ủa rô ta. Ui, được con cá rô ta thay đoàn anh em này, phê chưa? À, anh em nhìn nhớ, ui, phê. Vào đây, này, người đã dài chưa? Vào, con thứ hai anh em này, đúng là rô rồng ta luôn. Phê quá. Anh em thấy tầm nó lại phao nhiều chưa? Đó là đi ti lại phao lắm đấy. Đấy, tầm. Chính xác là tầm cá anh em nhé. Mua đây anh em ạ. Có tín hiệu, đấy. Các bạn vừa thấy nó rê phát chưa? Mày thế là úi rồi anh em ạ. Úi rồi mẹ, rô to ngon chưa anh em ơi. Úi chào ơi anh em ơi, con rô đồng này đúng to ta chưa, về chưa? Úi trời ơi anh em nhìn này, úi con rô đồng ta anh em ơi. Đúng con rô ta chứ không phải con rô đồ vuông quá. Rô đồ vuông người đã đen đen cơ. Con rô này hiếm đấy. Ở mình bây giờ còn con này hiếm lắm anh em ạ. Sướng chưa? Người nó vàng tươi. Đã quá. Ủa nó đang mút mút cái là nó bành luôn. Sợ thật. Về chưa? Người vẫn còn run. Ôi này. Ủa con này cắm đầu lắm. Này. Dính cạnh. Wow. Trời ơi anh em phê chưa? Này. Đã nhỉ. Thì con này nó mút phát cao sướng thật đấy. Sướng quá. Này, đấy mồi tép mới cắm rang này, một chút ủ chua anh em ạ. Nhạy đấy. Ngon đấy anh em ơi. Tuyệt vời á. Tầm rô nhiều lắm anh em ạ.
Đấy 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 luôn luôn. Mẹ chết này. Ấy giờ. Mẹ chết này. Rồ. Rồ luôn. Dẫy à. Này, anh em nhìn đồ chất lượng à, vàng tươi. Cái nái rán có phải tuyệt vời, quá là ngon luôn. Kình nó mút lín lín phào cái nó cũng phải sướng thật. Này vào vào. Đẹp luôn. Những cái lỗ như thế này lắm, cá lắm anh em ạ. Thả phát tầm nó lại, ui, mắc lòng muống. Mỗi tội lắm. Cá này chúng cá ăn bắt nồi veo quá. Sướng. Toàn thua gọc rồi. Đấy anh em mình tầm lại nhoét nhoét nhé. Mút mút đấy, nhà mình nó mút đấy, đấy 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 đấy. Đây rồi. Úi giời ơi, tụi ôi rô đồng to. Nhà mình nó mút đấy, đấy 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 đấy. Đây rồi. Úi giời ơi, tụi ôi rô đồng to. Ui rô đồng to quá. Wow wow wow. Ui con rô to chân nha em ơi. Úi giời ơi, giời ơi. Úi trời ơi. Wow, úi giời ơi, nhà mình nhìn này con rô này. Úi giời ơi, con này. Con này dài gần là 20 cm anh em. Này, một găng tay em. Sợ giờ các bác nhìn này. Wow wow wow, phê quá. Ui giời anh em ơi, con này dài gần 20 cm đã man chưa? Đấy, các bác nhìn này, úi giời. Đây đây đích thực là rô ta đây anh em này. Ngon chưa anh em ạ? À? Kinh thật đấy, con này nó quậy phát nó mút cái đìn luôn. Ừ, cá này nó ham ăn thật. Trời ơi. Ô, con này về rán thì các bác bảo có phê không? Quá là phê luôn đấy, sao đồ con này to thế. Này, người đẹp chưa? Có nhiều người đẹp quá, dễ anh cho vào đây, phê. Những cái lỗ như này lắm cá lắm anh em ạ, thả phát tầm nó lại, ui mắc lòng muống, mỗi tội lắm. Cá này chúng cá ăn bắt nồi veo quá, sướng, toàn rô gọc rồi. Đấy anh em mình tâm lại nhoét nhoét nhỉ. Để quay anh em xem cá rô đập đấy đấy các bác nhìn nhá. Nó dãy to lắm, toàn rô đồng đấy. Rô đồng với cá sộp cực kỳ nhiều luôn, cái này mà thưa thưa rồng muống tí mình đi nùa cá sộp ác lắm. Nó cắn đốp đốp luôn, em ngồi đấy nó vả liên tục các bác ạ. Bộp 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 bộp. Cái này mà không có cái rồng muống này đi lùa thì tuyệt vời luôn. Khả năng nào em sẽ sắm một bộ lùa anh em ạ. Vừa câu bộ lùa. Vừa em đang vầy vầy ở đây cái mồi nó bắn nó phát mà nó nào nó phi nó đập luôn, sợ thật. Cá săn mồi khác nó nào kinh lắm. Còn anh em mẹ này, nó ô em này, tăm rất nhiều luôn. Đây anh xem. Cực kỳ nhiều tăm luôn, đánh ổ này mới sướng. Tăm lầy cái đấy chưa. Phê. Mẹ chết này. Ấy giờ. Mẹ chết này. Rồ. Rồ luôn. Dẫy à.
mút mút ấy 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 ui ôi kìa đấy mút 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 ôi ôi giời ơi ui con đồ to quá ui con đồ to chưa anh em ơi ui trời ui giời ơi rồi con này đồ ta anh em ơi trời ơi ôi con đồ đồng ta anh em này to chưa trời ơi vĩ đại vĩ đại cho ngay thùng. Ra đi. Đấy, mút mút anh em ạ. Mút mút đấy, mút. Mẹ chết này. Úi giời, úi giời. Ui, mắc mắc. Úi giời. Úi giời. Ui, đọc thêm một chú nữa anh em ạ. Úi, con này nó rút đứa bùn bẩn chưa các bác này. Ai à, này. Rút nó đứa bùn. Cải hết xuống bùn. Đau, con này cắm đau quá. Nè, con này cắm đau quá anh em này. Rồ xịn luôn này, rồ ta luôn anh em nhá. Đẹp chưa? Rồ ta luôn anh em, con này nó ăn nó cảnh rút xuống bùn. Đấy, đi tìm mái hả? Vào đây, anh cho mày đúng mái luôn. Ấy à, vẫn lên cái nhỉ. Được. Vẫn lên này rồi anh em ơi. Tươi chưa các bác nhìn hàng tươi chưa? Đến nay anh em xem. Đóng xích mồm ấy. Ngon nhỉ. Đây rồi xịn đấy. Để các em thiếu nhi. Phê đấy. Mấy em đồ đồng thiếu nhi vàng tươi đang đi tìm. Ái hả? Ui thôi khó. Con này nó rạch nhanh lắm. Rạch nó mất anh em ạ. Ui nó chu lên mất rồi. Chui này. Ui. Chuẩn nhanh lắm các bác ạ. Ở đây. Mày. Con này nó rạch sợ. Vâng. Đây cuộc sống đi câu kéo mà cứ vớ được mấy em thiên thần như thế này. Có bác bảo có phê không này. Toàn thiên thần. Hồi bé đi câu là hay gặp thỉnh thoảng gặp được một con này là phê lắm rồi. Đó đến ngày xưa chỉ biết đi câu run thôi, chưa biết câu mồi bột mới lại đánh ổ này. Thành ra không nhờ được nhiều, giờ đánh ổ các bác nhìn này. Toàn ào là cắm phát tài rồi. Tôi về đan rán anh em ơi, nhiều quá. Rồi muộn rồi về anh em ơi, hôm nay cũng được khá về sau lắm các con đúng không? Em cũng không quay các bác xem. Sau nó vào toàn cái mớ con anh em ạ. Toàn cái giống nhỏ nhỏ giật nó không được đá tay lắm, được có mấy con to. Anh em toàn cái giống này. Cái này thì rán thì ăn thì ngon rồi ấy, mà quay nó không sướng mắt lắm. Đấy, giật lên. Được có mấy con to khi là kéo sướng này, mấy con to này kéo sướng anh em này. Đấy, các bác nhìn chưa? Con này thì kéo sướng nhất này. Con này dậy nền quăn quại, phê quá. Mấy con này nhát nhát này. Đấy, nhát nhát này về rán ăn cả xương anh em ạ. Anh em đi câu cá con này về rán giò ăn cả xương nóng lắm. Cái này nó mới đẻ đấy. Đợt này mới đẻ, cái giống này mới đẻ. Lớn rất là nhanh. Cái này thì vừa miếng cá sụp lắm, cá sụp mồm to nó ngoạp phát hết. Ngày xưa giống này nó rất là nhiều, đợt này thì kiểu như không biết các bọn cá sụp đầu lắm thế không biết nó săn bọn này dã man luôn. Nó cá sụp mình rất thích ăn cá rô đồng. Mà cái giống này mình rất thích ăn. Này về tán các bác nhá, mớ cá con về tán. Nay không được nhiều cá to lắm. Ở đây thì nó đa phần là cá to tráo nhỏ nhỏ, này, có những con này các bác này. Cái giật cũng là phê. Cái câu cá đồng này là chung là rất là sướng rồi.